bụng quá, đau bụng quá. Chị Tiên, không lẽ mình chuyển nhà sắp sinh con rồi hay sao? Ra ngoài rồi, ra ngoài rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi, sao nhiều quái vật xung quanh thế này? Con sợ quá, con sợ quá đi. Đừng sợ, bọn chúng nó bị mẹ giết chết hết rồi. Đừng sao, người mẹ lại liên tục chảy nhiều máu thế này, không ổn rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có sao không? Mau, mau đứng dậy đi. Người của mẹ chắc bị thương lúc chiến đấu với lũ quái vật này rồi. Mau lên, mau lên, con hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Đi tìm cha của con đi. Không, không, con không có bỏ mẹ đâu. Con không có đi đâu hết. Mau đi đi, nhanh lên. Tìm cha của con là một hai risky mini men live dưới loại TV loà loài loa. Con biết rồi, con biết rồi. Mau biến chỗ khác đi, nơi này là của bọn ta. Gì đây? Lũ khốn kiếp này, mau tránh ra, mau tránh ra. Ta phải đi tìm cha của ta. Cút đi, cút đi. Những cái xác thối ở khu vực này là của bọn ta, người không được tranh giành nó với bọn ta. Thì ra là một lũ mèo gớm ghiếc ăn xác thối à. Ta không thèm những cái xác đó đâu. Mau tránh ra chỗ khác, ta phải đi qua nơi này. Gì đây? Là những Skibidi Man mà. Biến đi, biến chỗ khác đi. Mày định cướp thức ăn của bọn tao à? Nơi này là của bọn tao mà. Không lẽ họ bị lũ quái vật mèo ăn xác thối này giết hại hay sao? Không được, mình phải báo thù cho họ. Chết tiệt, mày định cướp thức ăn, còn muốn giết chúng tao à? Này, sao ngươi là ở đây chứ? Mau chạy đi. Không đâu, tôi phải đi tìm được cha tôi, là một Skibidi Man lai giữa loài lo và loài TV. Nhưng thấy lũ mèo ăn xác thối giết các người, tôi phải giết bọn chúng để báo thù. Không phải bọn mèo ăn xác thối này sát hại chúng ta đâu, mà là lũ quái vật khác mạnh hơn rất nhiều. Người đó, cha người là một Skibidi lai giữa loài lo và loài TV à? Còn phải tên nằm ở đằng kia không? Cái gì? Cha có tên nằm ở đằng kia à? Chết ra, lũ mèo xác thối chết tiệt này, các ngươi không được đụng tới cơ thể của cha ta. Đây rồi, cuối cùng đã tìm thấy cha. Nhưng sao cha tôi cũng đã chết giống như mẹ tôi thế này? Tất cả là do một tên quái vật bồn cầu khổng lồ. Hắn đã tạo ra một đội quân quái vật tàn sát hết loài Skibidi Man chúng ta. Cái gì chứ? Vậy thì tôi phải tìm hắn, báo thù, giết chết hắn. Dừng lại, cậu chỉ có chút xíu như thế này thì làm được gì? Đúng rồi, mau ăn xác của cha cậu đi. Tủy sống của cha cậu sẽ cho cậu nhiều năng lượng, giúp cậu trưởng thành hơn. Lúc đó cậu hãy tìm cách giết chết hắn sau. Ông nói cái gì chứ? Sao ông lại tàn nhẫn thâm độc vậy? Bắt tôi ăn chính xác của cha mình? Không, tôi không bao giờ làm như vậy đâu. Rồi xác cha của cậu cũng bị lũ mèo ăn xác thối ăn mất mà thôi. Nếu vậy thì cậu hãy ăn chính xác của tôi. Cơ thể của tôi sẽ giúp cậu trưởng thành hơn. Lúc đó hãy báo thù cho lời của chúng ta. Vậy thì tôi không có khách sáo nữa. Người của mình lớn hơn. Trời đất ơi, còn mọc ra thêm mấy cái đầu nữa, còn có cả cái đầu TV nữa kìa. Ăn xác thối. Con mèo ăn xác thối kìa, mau tránh xa cơ thể cha ta ra. Cứ định làm gì vậy? Chết đi. Trời ơi, con hứa với cha, con sẽ tìm được tên quái vật bồn cầu khổng lồ, giết chết hắn, báo thù cho cha. Sao mình chạy cả ngày trời rồi mà không gặp ai thế này? Rốt cuộc thế giới này đã xảy ra chuyện quái quỷ gì?
sao có nhiều xác chết thế? Không, không, là những Skibidi Men giống như mình. Này, này, tỉnh dậy đi, trả lời cho tôi biết, ai đã làm hại mấy người? Có phải tên quái vật bồn cầu to lớn gì đó hay không? Hắn có phải đã tạo ra đội quân quái vật giết mấy người không? Đúng vậy, người nói không sai. Lũ Skibidi Men ở đây to gan dám định đánh lén ta. Cũng may ta kịp thời phát hiện, cho bọn chúng chết sạch. Thì ra đúng là ngươi. Thì quái vật đây, ta sẽ liều mạng báo thù cho đồng loại ta, báo thù cho cha mẹ ta. Lại thêm một kẻ ngu ngốc nữa. Ngươi muốn chết thì ta cho ngươi chết. Ta chết tiệt này, là một Skibidi Men lại hay sao? Hay lắm, vậy thì ta sẽ thu thập xác của ngươi để chế tạo ra đội quân quái vật mới của ta. Mình chưa chết, nhưng đây là đâu chứ? Sao nhiều Skibidi Men thế này? Tất cả họ đều là những người lai. Đây là khu rừng băng tuyết giam giữ những tù nhân của tên quái vật bồn cầu khổng lồ kia. Là giọng của ai vậy? Ngươi còn sống mà, nhưng sao trông ngươi lạ thế? Ta chưa bao giờ nhìn thấy ngươi. Bình tĩnh đi, ta là một nhà khoa học TV Man tiến hóa. Trước đây ta từng giúp loài Skibidi Man tiêu diệt loài quái vật bồn cầu, nhưng thật không ngờ tên chúa tể quái vật bồn cầu đã biết được trí tuệ thông minh của ta nên bắt ta về đây. Hắn ép ta giúp hắn cường hóa cơ thể nên thân hình của hắn có màu trắng gớm ghiếc. Chưa hết, hắn ép ta lại tạo gen của quái vật để tạo ra một đội quân quái vật đi giết chết lại loài của chúng ta. Bây giờ hắn còn kinh khủng hơn, ép ta biến đổi những Skibidi lại thành những con quái vật thực thụ để hắn điều khiển. Nhưng ta không chịu thì hắn đánh ta trọng thương rồi giam cầm ta ở đây với các ngươi. Trời đất ơi, sao ông lại giúp hắn làm những điều kinh khủng như vậy chứ? Bây giờ phải giải quyết hắn sao đây? Đừng lo, tôi bị giam cầm ở đây đã lén chế tạo ra một bộ máy phát tín hiệu ánh sáng ra ngoài không gian. Nó có tác dụng gì chứ? Mau lên, tôi giấu nó khu rừng đằng kia. Mau chạy vào đó khởi động nó đi. Tôi sẽ nói cho cậu sao. Ở ngoài không gian vũ trụ, các liên minh chính nghĩa đã thành lập lên quân đội đa vũ trụ để bảo vệ các hành tinh bị kẻ xấu xâm chiếm. Tôi đã biết được điều này nên đã chế tạo ra cỗ máy đó. Học phát tín hiệu cầu cứu từ quân đội đa vũ trụ tới đây đó. Thì ra là vậy. Tôi nhìn thấy cỗ máy đó rồi. Tôi sẽ khởi động nó ngay lập tức. Sao đã gửi tín hiệu mấy lần rồi mà không ai trả lời, không ai đến đây thế này? Này, không phải tôi đã đến rồi hay sao? Rốt cuộc hành tinh này đang gặp gì vậy? Cậu đã gửi tín hiệu ra ngoài không gian đúng không? Cái gì đây? Wow, một tay tình khổng lồ quá. Nhưng mà là nữ, liệu có đánh đấm gì được không vậy? Tôi là chiến binh xuất sắc của quân đội đa vũ trụ, nhận được tín hiệu lập tức tới đây. Tôi có thể đánh bại được 10 tên một lúc. Cậu quá khinh thường tôi rồi đó. Cái gì? Sao lợi hại quá vậy? Tôi cũng muốn trở thành một chiến binh của quân đội đa vũ trụ. Làm ơn hay cho tôi được sức mạnh để tôi có thể chiến đấu bên cạnh cô được không? Hả? Cậu có muốn tham gia vào tổ chức quân đội đa vũ trụ à? Bên lực lượng của chúng tôi đang thiếu người. Được rồi, vậy tôi sẽ diệt cho cậu trở thành chiến binh trước, rồi báo cáo cho chỉ huy tổ chức sau. Nào, nhận lấy nguồn năng lượng từ tôi đi. Người mình to, tay của mình còn mọc ra những cái bông buốt nữa. Chết tiệt, sao cơ thể của mình đen thui thế này? Mẹ kiếm thật. Bây giờ mình phải làm gì tiếp theo đây? Đúng rồi, mình phải quay về với mẹ của mình. Sao nơi này lạ thế? Không lẽ mình đi lạc rồi hay sao? Kỳ là gì vậy? Là những TV Man. Hay quá, họ giống mẹ của mình. Không lẽ đó là những người thân mẹ mình?
là lãnh địa loài TV Man của chúng ta, kẻ lạ không được phép vào. À, làm ơn cho tôi vào trong. Mẹ, mẹ của tôi là một TV vô mạnh, chắc có lẽ cũng cũng thuộc về lãnh địa của mấy người đó. Tôi là con của bà ấy chết rồi. Làm ơn, hãy cho tôi vào trong, cho tôi cùng sống với mọi người được không? Dù mẹ của ngươi là một TV vô mình, nhưng ở bên trong bọn ta chỉ chấp nhận loại TV thuần chúng mà thôi. Ngươi đã bị lai tạp, mau đi chỗ khác đi. Cái gì chứ? Mẹ của nó chắc là một thứ dâm loạn nên mới đẻ ra một khẩu tạp chúng như nó để gia nhập vào chúng ta, được không? À, lũ khốn kiếp. Các ngươi nói cái gì? Các ngươi nói mẹ ta dâm loạn, ta là cậu tạp chúng à? Chết tiệt! Ngươi đã làm gì đâu? Chết hết đi, lũ ô kim! Mẹ kiếp lũ chúng bay! Cái gì thế kia? Thứ quái gì kia? Người to gan thật, dám đột nhập vào căn cứ lãnh địa của loại TV Man thuần chúng bọn ta! Người muốn gì? Chắc có lẽ ngươi là chúa tể của cái lũ ô kim ở đây! Ngươi không biết dạy thuộc hạ của mình, để bọn chúng khinh thường người khác. Ngươi còn tự xưng là thần chúng à? Ta khinh, lũ thần chúng các ngươi còn thấp hèn hơn ta nhiều lần. Chết tiệt, thì ra là một thứ tạp chúng. Nhìn ngươi cameraman cũng không ra cameraman, speakerman cũng không phải, mà TV man thì cũng không giống. Ngươi to gan tới đây giết chết thuộc hạ của ta, rồi còn ăn nói ham hồ. Nếu ngươi chán sống thì ta sẽ giúp ngươi chết luôn. Chết tiệt. Đúng, tao đang muốn chán sống đây nè. Ngươi có ngon thì tới đây lấy mạng ta. Còn không, ta sẽ giết chết lũ TV thần chúng các ngươi. Lũ chết tiệt, các ngươi có thể sử dụng ta là một cẩu tạp chủng cũng được. Ta nhẫn nhịn, nhưng các ngươi to gan dám nói mẹ ta lăn lộn ăn ở với sinh vật khác, ta không bao giờ chấp nhận. Ta sẽ lấy cái mạng chó của các ngươi để tế mẹ của ta. Mẹ kiếp mày, sao thứ này dài như đĩa thế này? Ta sẽ nuốt ngươi vào bụng của ta. Mẹ kiếp. Ở phía dưới. Không. Chết tiệt. Con của ta. Chạy đi. Đằng kia. Cả lũ quái vật ba đầu khổng lồ cũng đã bị giết. Khu kia, rốt cuộc là thứ nào đang lộng hành ở khu rừng này? Thiệt đó. Hành tinh sống này thật nhiều động vật quá đi. Ta ăn thịt uống máu của bọn chúng thật sảng khoái. Người của ta càng ngày càng lớn. Cuối cùng thêm một chút nữa thôi, ta sẽ trưởng thành. Ta sẽ lột lớp da này và biến thành một quái vật đầu lông ngoài hành tinh thật thù. Cái quái quỷ gì thế này? Thì chết tiệt! Thì ra ngươi là nguyên nhân đã gây ra tất cả đau khổ cho loài của chúng ta. Hả? Lại xuất hiện thêm một thứ sinh vật khổng lồ màu đen tím à? Đúng lúc ta lại thèm khát máu tươi rồi. Ta sẽ xé xác ngươi. Chết tiệt! Hôm nay chỉ tay thành ta đi, sẽ hủy diệt thứ quái vật ngoài hành tinh như ngươi. Rốt cuộc ngươi là loài nào? Tại sao ngươi tới trái đất lộng hành giết chết con cháu của ta? Ngươi muốn gì? Trước khi giết ngươi chết, ta sẽ cho ngươi biết tất cả. Ta là một giống loài thuộc ngoài hành tinh của vũ trụ này. Ở hành tinh bọn ta vô cùng khắc nghiệt và không có điều kiện sống. Bọn ta phải phân bố ra khắp nơi để đi tìm môi trường sống. Ta không ngờ ta trong một lần chính xác đã tới đây. Nơi đây thật lý tưởng, thậm chí nó còn giúp ta đạt được kích cỡ trưởng thành như mong muốn. Chỉ cần một khoảng thời gian nữa thôi, ta sẽ phát ra tín hiệu kêu gọi tất cả đồng loại của mình tới đây, sâu xé cả hành tinh này. Cái gì chứ? Thôi chết tiệt, thứ bẩn thỉu đây. Ngươi đừng hòng thực hiện được âm mưu đó. Hôm nay ta sẽ đại diện cho tất cả sinh vật ở hành tinh này, đại diện cho con cháu của ta. Ta sẽ báo thù ngươi, giết chết ngươi, không cho ngươi kêu gọi đồng đội của mình tới đây được đâu. Ta to lớn như thế này rồi, ngươi nghĩ ngươi có thể đánh bại được ta hay sao? Chuẩn bị chết theo lũ con cháu của ngươi đi.
cả lũ sinh vật ở đây nữa. Hành tinh này sắp sửa sẽ thuộc về loài quái vật đầu lon ngoài hành tinh bọn ta rồi. Không, không, ta sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu. Dưới huyết hầu của ngươi có một lỗ hổng dài, chết đi, tôi bảo tiêu. Ngươi làm gì mày? Ta sẽ giết cho tất cả sinh vật thương chúng trên đời này. Tại sao ngươi cứ đuổi cùng giết tận bọn ta chứ? Bọn ta có thù oán gì với ngươi? Ta không quan tâm chuyện thù oán hay không. Ta chỉ biết một điều, các ngươi tự xưng là loài thân chúng, các ngươi sẵn sàng giết chết những đứa con của mình khi bọn chúng có dòng máu lai tạp. Hôm nay ta sẽ thay cho những sinh vật vô tội bị các ngươi giết đó báo thù và giết chết lũ khốn kiếp tự cho là thần chủng các ngươi. Mẹ kiếp, đó là chuyện riêng của các loại quái vật chúng ta, không liên quan gì tới mày. Chúng ta phải làm như vậy thì loại quái vật chúng ta mới có thể duy trì và thần chủng nhất. Chỉ cần một giọt máu lai tạp vào, bọn ta sẽ bị biến đổi. Ngươi hiểu không? Lai tạp thì sao chứ, biến đổi thì sao? Bọn chúng cũng giống như chúng mày, đều có sinh mạng, đều có sự đau đớn. Vậy mà chúng mày ra tay diệt bọn chúng bởi vì hai chữ thân chúng. Được lắm, hôm nay tao sẽ diệt lại chúng mày, để trên đời này chỉ còn loài lai tạp chúng tao sinh sống mà thôi. Mẹ kiếp mày, mày ép chúng tao tới mất đường không? Được lắm, tiến lên nào anh em quái vật thần chúng. Màu xe sáng đó cho nó tan thành mấy khói đi, để thế giới này không có loài nào lai tạp trên đời này nữa. Chúng mày nghĩ chúng mày 3-1 thì tao sợ à? Dù chúng mày có số lượng đông hơn nữa thì cũng chỉ gãi ngứa tao mà thôi. Cơ thể này của tao chính là sự kết hợp toàn diện của quái vật đầu camera, quái vật đầu tivi và quái vật đầu loa. Tao chính là Ultra Tri Titan. Dù mày có là ai, mày đụng tới bọn ta cũng quyết liều mạng với mày. Mau giết đem chết luôn đi. Đúng là một lũ thấp hèn, không biết tự lượng sức. Kể từ nay, bất cứ loài nào thân chúng mà không lai tạp sinh ra đời, tao sẽ hủy diệt loài đó. Mày kêu, mày quá ảo tưởng tự cao rồi đó. Tao có một chiêu cuối cùng, tao sẽ chết chung với mày, cho mày nổ tan xác luôn.